lớn cũng sợ lắm, cũng hôi thối dữ lắm. Mà nhưng mà tại vì mình cũng phải làm, người ta kêu mình làm. Cái bên đó là cái gì anh? Ổ Cái đó gà ổ hả? gà, ổ gà Dạ. Còn gạo của mình đâu? gạo hết rồi, Đâu, cho em coi thùng gạo đấy đâu? gạo đấy đây hết Đâu? rồi, hết gạo rồi. Hết luôn hả? Ừ. Dạ bưu hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Sau khi lội vào một cái đoạn đường cũng khoảng vài trăm mét vào một cái khu nghĩa địa, thì bưu hồ đang có mặt tại một cái khu vực khá là sâu ở trong một cái khu nghĩa địa rộng lớn như thế này. Thì khi mà vào đây thì bưu hồ cảm thấy rất là lạnh chân, tại vì tất cả ở đây toàn là mộ à. Mà theo bưu hồ được biết thì có anh Nguyễn An Giang á, anh giới thiệu cho bưu hồ rằng anh này cái hoàn cảnh ảnh sống chỉ có một mình thôi, trong một cái căn chòi được che rất là tạm bợ, nó chẳng khác nào là một cái căn chòi gà giữa cô bác quý anh chị. Mà cái công việc hàng ngày của ảnh á là ảnh làm với cái việc là chăm sóc những cái phần mộ hoặc là bốc mộ để mà mưu sinh hàng ngày. Và thật sự thì như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo bùi hồ ha. Hai bên đây thì có rất là nhiều các phần mộ của các ông bà an nghỉ nằm ở đây, thì không biết là những cái bước chân của bùi hồ đi như thế này thì có vô tình mạo phạm không, nhưng mà mong thì các ông bà sẽ bỏ qua để mà bùi hồ có thể thực hiện cái thước phim này quay cho cô bác quý anh chị xem. Đây nè, những cái phần mộ, có cả những cái phần mộ đã được bốc rồi và có cả những cái phần mộ giống như là phần mộ lạng ở bên đó cô bác quý anh chị. Nhưng phần mộ đất bên kia chỉ có một cái tấm bia thôi nè. Và cái hình ảnh này nè cô bác quý anh chị, vừa cứ nghĩ là một cái mô đất bình thường thôi, nhưng mà đây là một cái phần mộ của một cụ ông hay là cụ bà gì đó nằm xuống ở đây. Thì chắc có được thể là được anh ở trong nhà này phủ một cái miếng bạc lên, chằng hai cái đầu gạch hai bên để cho nó không có bay, để nó bị lạng đó cô bác quý anh chị. Đó. Và ở trong cái khuôn viên của cái nhà của anh đó thì mình thấy đây là một cái phần mộ bị bóc rồi nè, và trước cửa kia nữa kìa có một cái phần mộ nữa. Thì đây là những cái miếng tôn được chắp vá rất là tạm bợ trên cái mái che của anh, mình tạm gọi là một cái mái che, nó giống như là một cái chuồng gà vậy cô bác quý anh chị. Nó tất cả đều nó đã mục nát hết à. Đó, và đây là những cái miếng bạc nè, là mình vô đây ha. Đây là khi mà vào nhà của anh á thì bùi hồ có phát hiện là anh có thờ một cái vị Phật A Di Đà, một cái bát hương với là một cái đèn dầu. Ở đây thì có những cái bàn thờ của anh là những cái miếng gạch ống được chất lên cao. Dạ em chào anh. Dạ anh là anh tên Đô đó hả? Dạ ra đây đi anh cho nó sáng ha, anh mấy anh em mình trò chuyện tí anh Đô ha. Ủa tại sao như cái bàn thờ mình để tạm bợ như thế này anh Đô ha? Tại không có chỗ đãi thì ra đây đi anh. Không có chỗ đãi thì mình mới đãi lên chắc gạch lên gì đó, đãi lên đỏ. Cái ở anh sống ở trong cái khu nó tâm linh như thế này đó, thì anh có gặp cái điều gì không mà anh lại thờ như thế này ha? Có, cũng có gặp. Dạ. Anh sống ở đây lâu chưa hay anh đâu ha? Sống đây mười mấy năm rồi, thôi vợ rồi mới ra đây ở. Dạ. Ra đây cũng được 7 năm rồi. Dạ. Ra đây 7 năm rồi. 7 năm. Ừ, anh thôi vợ là bao nhiêu năm và năm nay anh bao nhiêu tuổi? Thôi vợ cũng vợ bỏ đi năm nay nó cũng 7 năm rồi đó. 7 năm rồi. Có nghĩa là từ ngày anh thôi vợ là anh vô đây anh ở luôn. Như đây ạ. Che đây đã đây nè. À. Ủa tại sao mình không có mướn nhà trọ ở, mình lại ở một trong một cái khu như thế này anh? Mướn nhà trọ thì đâu có tiền đâu đóng. Bây giờ bệnh hoạn rồi đâu có làm gì được nhiều tiền đâu mà mướn nhà trọ hả? Mà em nghe anh Nguyễn nói là anh làm cái công việc là chăm sóc các phần mộ ở đây cũng như là bốc mộ hả? Dạ, đúng rồi. Làm cỏ, rồi quét vôi, rồi rửa mã, Dạ. rồi lấy cốt. Dạ. Lấy cốt lên thì sắp xương rồi vô quách cho người ta vậy đó. À, còn người thân của các ông bà đó thì cho ông anh mỗi gửi anh mỗi tháng là bao nhiêu tiền? Không có gửi tháng gì trơn á, tại do người ta kêu mình làm hiện tại thì người ta cho tiền, Dạ. rồi xong rồi người ta không có cho tiền nữa, Dạ. cho lặn bọt gì đó Dạ. rồi nó gì á. Như cái tháng này là mấy tháng này là không có, người ta ít có vô lắm, người ta không có kêu làm nữa, chỉ mấy tháng này là ở không không à, Rồi chứ anh làm cái công việc gì anh sinh sống?
nuôi mấy gà cho mấy ông anh ở đây nè, giữ giùm cho mấy ổng đó, rồi mấy ổng cho tiền. Chứ ở xóm này là người ta cũng nhiều khi người ta sai đi mua này mua kia vậy đó, rồi người ta cho mì gói đồ với cụp hơi đồ với mình uống vậy đó. Chứ cái này bệnh hoạn đâu có làm gì đâu nổi đâu. Có nhà con gái thì vợ dắt đi rồi. À, anh nói có vợ mình ly dị, xin lỗi. Là con gái của anh là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 12 tuổi. Đi theo vợ. Dạ. Vợ dắt nè, cái này là cái quần của nó nè. Quần của nó lâu lắm rồi. Để lại lâu lâu dòm cho nó đỡ nhớ gì đó. Cái gì? Để cái còn mấy cái quần nó để lâu lâu dòm cho nó đỡ nhớ con gì đó. Trời ơi. Rồi em thấy ở trong đó có một bộ đồ nữa của người nữ nữa kìa. Đồ đó là có vợ hả? Có vợ anh đó hả? Dạ. À. Còn có nhiêu cái là để dòm cho nó đỡ buồn vậy. Nhưng mà sao mà vợ anh lại anh với vợ anh lại chia tay? Cũng không hiểu vì sao nữa. Cũng có cự cãi rồi vợ bồng con đi vậy. Đi tới giờ luôn không có gì. Cũng năm nay cũng 7 năm rồi. Anh có biết vợ đi đâu không? Đâu có biết đi đâu rồi, đi kiếm cũng không có. Rồi mới ra đây mới ở đây nè. Ở đây hoài vậy đó. Thật ra thì trong những cái phần mộ như thế này á, của các cụ ông các bà thì không phải là người nào cũng muốn ở là ở được. Thì anh có gặp những cái câu chuyện gì mà các ông các bà là không cho mình ở hay là như thế nào không anh Đô? Lúc mới đầu ra ở thì ta đuổi lắm, đuổi với nhát, chứ nhiều khi vô ngủ đây nè rồi đè hoặc là xích vô được, đẩy xích vô hoài vậy đó. Giật mình thức dậy thì không có ai chứ. Dạ. Rồi nhiều khi kêu đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Trời ơi. Kêu đi ra chỗ khác ngủ á, đừng ngủ đây. Rồi biết từ từ mình cũng có giái rồi mình cũng xin nó từ từ bớt. Chứ mới đầu á thì gặp dữ lắm, gặp luôn mà lúc đó cũng sợ dữ lắm. Mà giờ biết giờ đi đâu giờ sợ chứ cũng gán ở đây luôn. Dạ. Mình cũng gán lì luôn chứ giờ biết sao vậy. Chứ đi chỗ khác đâu có chỗ đâu mà ở. Nếu mà ở chỗ khác thì mình phải tốn tiền. Dạ. Còn như ở đây gì thì mình đâu có tốn tiền tốn gì đâu. Ai cho gì thì mình ăn nấy, còn mình làm cho ta cho chút đỉnh gì đó thì mình lấy tiền đó mình xài. Còn như mình ở chỗ khác thì giờ mình ta chờ có tiền ta đưa mình đi thì mình cũng phải đóng tiền nhà trọ. Với phần mình bệnh hoạn nữa là đâu có làm hồ cũng đâu có nổi. Hồi đó em làm thợ bánh mì. Thợ bánh mì. Dạ. Làm ổ bánh mì, ta bán bánh mì thịt đều đó. Dạ. Em lúc đó là thợ. Nghỉ cũng 6-7 năm nay rồi, không có làm nữa. Nhưng mà tại sao mình nghỉ anh? Tại vì buồn vợ đó, vợ bỏ đi rồi buồn rồi ghét rồi nhậu rồi bệnh rồi làm không nổi nữa. Rồi mới nghỉ tới giờ luôn. Rồi mới làm mấy mã này nè. Dạ. Mà lúc đó thì cũng có làm mã trước rồi. Rồi nghỉ làm bánh mì mới làm mã tới giờ luôn. Như tháng thanh minh đồ đó thì có tiền. Còn như mấy tới tháng này là không ai vô nữa chứ. Dạ. Là từ đây tới Tết luôn á, tới cả bữa 20 Tết á mới người ta mới vô nữa. Dạ. Phát mã. Dạ. Là lúc đó mình mới có tiền nữa, người ta mới cho tiền nữa. Chứ bây giờ là từ đây tới đó là mới có tiền. Dạ. Chứ chưa tới đó là không ai vô rồi đâu có tiền. Dạ. Nhiều khi lâu lâu ở đây người ta mướn chôn chó vậy đó thì nó cho 100.000 50.000 vậy đó, hai anh em chôn rồi thằng 50 xài. Dạ. Người ta mướn mình chôn con chó vậy đó. Dạ. Mình đào lỗ mình chôn, mình đắp giống như người ta. Người ta cho 150 vậy đó. Dạ. Tùy theo người ta cho chứ mình cũng không có đòi hỏi cái số tiền người ta cho. Dạ. Thì cứ vậy hoài đó, sống ở đây cứ có nhiều đó đó. Em thấy cái căn nhà của mình á, nó rất là tạm bợ, được chắp vá bởi những cái miếng tôn như thế này nè. Thì mưa gió đồ nó có tạt, em thấy cả thấy mặt trời ở trên, thấy bầu trời ở trên kia. Có tạt dữ không anh Đô? Tạt, mưa tạt lắm. Dạ. Mưa dù khi mưa lớn cũng gầm sấm sét tạt mà sợ, cũng hơi sợ lắm. Dạ. Cũng lúc cũng gầm á,
cũng gầm cũng sợ lắm. Dạ. Mà cũng bắt buộc cũng phải ở đây à, chứ em giờ đi đâu giờ? Cũng phải cắn răng ở đây à. Ừ. Chứ giờ đâu có chỗ nào đâu đi, ở đây hoài vậy đó. Chừng nào có chết thì chết chứ biết sao giờ. Trời ơi. Rồi anh ở đây cái việc mà anh sinh hoạt á, thì vệ sinh nè, tắm rửa nè, ăn uống thì như thế nào? Tắm thì đây xuống như này có cái sông mình tắm nè. Dạ, tắm ở dưới sông. Ừ, tắm dưới sông. Rồi nhiều khi ăn thì sáng thì chủng có mì rồi ăn vậy đó. Rồi ví dụ tới trưa như giờ này nè, sáng ăn có mì rồi như giờ này tới cả chiều mới ăn nữa. Dạ. Chứ đâu có ăn hoài đâu. Lâu lâu ngày ăn có hai lần à. Còn vệ sinh thì sao anh? Mình đi ra mấy cái bụi cây ngoài tuốt mày sao đó. Ừ. Đi đại luôn. Ừ. Trời ơi. Mấy bụi cây tuốt mày sao? Rồi ngay cái mấy cái phần mộ rồi sao? Lúc đó anh đâu có mộ. À. Có nghĩa là mình đi đi bừa đại ở trên đất đất quan mày sao á? À đất trống. Còn điện nước thì sao anh? Điện thì đâu có điện đâu. Đâu để em xem mà. Không có điện. À không có điện đài vậy trơn ha. Dạ. Rồi nước anh? Nước thì xuống sông mình tắm đó, mình xách lên thùng hay thùng mình xài chứ mình đâu có xài nước gì nhiêu nhiều đâu. Trời ơi. Còn có giặt đồ thì bưng xuống sông mình giặt. À. Mà em thấy là chị đi cũng lâu rồi, mà đồ của chị thì anh để ở trong này. Để càng để thấy vật thì nhớ người. Mà sao anh không xếp gọn lại đi mà anh lại để vậy nha. Xếp lại sao thấy. Để gì đó đi vô. Nhưng mà anh càng nhớ là anh càng buồn chứ. Nó hơn vậy mà nó vui. Giờ em thấy vậy mà nó đỡ tuổi. Đỡ tuổi hả? Xếp lại đâu có thấy buồn dữ lắm. Dạ. Buồn hơn lúc đấy vậy. Ôi mà trời. Để vậy đó đi vô gặp đi ra gặp vậy đó. Vậy đó mà nó đỡ buồn. Có khi nào anh nghĩ rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống mới là lấy vợ thêm lập gia đình không anh? Không, ai thương mà lấy vợ, mình hoàn cảnh mình gì ai mà thương nữa mà có vợ rồi sao mà lo cho người ta. Nếu mà có vợ phải lo cho người ta đầy đủ người ta mới chịu chứ. Mình giờ gì, hoàn cảnh mình gì ai đâu mà chịu mình mà có vợ nữa. Dạ. Ta cũng đâu có khùng đâu. Mà nhảy vô mình. Nhảy vô đừng lo cho mình hay gì. Ai cũng vậy. Có nghĩa là anh cảm thấy mình mặc cảm khi mình không có một cái năng lực được, không có một cái lo cho người ta có một cái cuộc sống tốt hơn, nên anh cũng không muốn là làm khổ cho người ta đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ở đây thì em thấy cái phần đất á, thì ngay chỗ cái phần mộ của các ông bà đây đó, thì mưa gió thì cái phần nền của mình nè, là cái phần đất như thế này nè, thì nó có bị ẩm ướt rồi nước tràn vô nhà không anh? Ẩm lắm, tràn, mưa lớn là tràn vô, ẩm ướt tạt, tạt dữ lắm tạt, bởi vì mới che lại, che miếng đó lại gì đó cho nó đừng tạt, bên đó tạt vô dữ lắm. Dạ. Dưới ngoài đó, gió bên nào là tạt bên đó. Bởi vì mới che đỏ miếng đó lại cho nó đừng tạt vô ướt gì đó. Dạ, cho em vô tham quan cái căn nhà của mình ha. Cho em vô trong. Dạ. Đây là anh Đô 42 tuổi rồi cô bác quý anh chị. Đây là cái căn bếp của mình đây hả anh Đô? Dạ. Cái bình này là rượu hay gì ạ? Không, cái này cái này nè. À cái bình này bình rượu. Rượu gì vậy? Ta cho rượu nho nè, để dành vậy đó. À. Uống đang dễ ngủ ha. Dạ. Bình rượu của người ta cho. Ủa cái này là gì vậy anh? Cái đó là tên của ông già với bà già. Trời ơi. Thì quên rồi sợ mắc rồi ghi lại gì đó. Ôi sợ quên ngày chết đồ đó. Ông nội chết ngày 27 tháng 11 năm 7 tuổi. Bà nội ngày 16 tháng 10 73 tuổi. Rồi Út mất ngày 8 tháng 6 34 tuổi. Chung ngày 6 tháng 9. Là mình làm để mình nhớ cái ngày giỗ hay sao? Dạ. Thì anh có mấy anh chị em. Cái này là ba mẹ nè. Ba mẹ với ông anh đó. Ba mẹ nhóm em á. Dạ. Ôi sao ba mẹ mình để ông nội bà nội? Tại vì kêu nhỏ ghi giùm nó ghi vậy đó chứ. Dạ hả? À kêu cháu ha. À, kêu cháu nó ghi giùm á. Dạ. Ghi vậy. Dạ. Ôi tại trời. Vì mình sợ quên ngày á. Ừ. Anh nói là có mấy anh em? Có hai anh em nó chết chân đó. Hai anh em ấy hả? Ừ. Nhóm em nè. À. Em này rồi anh nè.
Là ba người chứ? Không, có hai người. Rồi cái này là bà mẹ, này là ông ba. Cái này là em của anh, đúng không? Ừ, em. Em này, em gái hay em trai? Em gái nè. Em gái, còn này? Anh, ông anh. Ông anh, dưới là anh đó là ba người chứ? Ừ, ba người, ba người. À, mà hai người kia mất hết rồi. Ừ, hai người kia mất rồi. Tôi nói là ba chứ. Ba người có nghĩa là dòng họ anh chỉ còn có mình anh thôi. Dạ. Ừ. Còn trên đó thì ông ba với bà mẹ. Ủa nhưng mà tại anh kêu ai kêu ghi là ông nội là sao? Em không hiểu ta. Kêu nó ghi không biết nó ghi sao đó mà nó ghi vậy đó. Chứ em cũng đâu có biết chữ gì thì đâu mà ghi. Kêu cháu anh ghi hả? Ừ. À. Kêu nó ghi vậy đó. À vậy là cái Út này là có con không? Có. Có con ha. Ba nó nuôi. Ba nuôi nên kêu cháu anh qua ghi đó. Dạ. À. Đây là cái căn nhà của anh Đô nè. Ở đây là cái bên đó là cái gì anh? Ổ gà hả? Ổ gà, ổ gà. Dạ. Còn gạo của mình đâu? Gạo hết rồi. Đâu, cho em coi thùng gạo để đâu. Gạo để đây. Đâu. Hết gạo rồi. Hết luôn hả? Ừ. Hết hổng gài. Đây là cái chiếu này hả? Dạ. Ôi ơi, có một cái chiếu với lại một cái... có cái chiếu với cái mền không? Cái mền thôi. Trên này có một cái mùng. Mũi dữ lắm rồi anh. Dạ, ở đây mũi lắm. À, ẩm thấp lắm luôn nè cô bác quý anh chị. Cũng khiếp quá. Người dân một cái võng. Có võng mưa nước nó tràn vô. Ở đây thì nó ngang này nó khoảng chừng 2,5 m. Chỗ ngủ của anh á. Dài này nó khoảng tầm 3 m à. Ở đây cái khu vực này là nó hình như là nó lành lặn nhất ở trong cái ngôi nhà của mình á. Nó không bị mưa tạt thôi. Còn bên đây thì nó chắc có thể là mưa tạt gió lùa. Ở đây thì nó không có giọt. Dạ. Trong này thì nó không có giọt. Dạ. À, anh có nói là anh làm cái nghề gọi là phu mộ bốc mộ. Thì ngày xưa giờ có những cái phần mộ nào mà cho anh cái cảm giác ám ảnh nhất không? Có như mấy cái mộ mà mình lấy lên còn nguyên nguyên xác á. Ừ. Thì cái đó mình mới có ám ảnh. Dạ, nguyên xác luôn. Là chôn lâu chưa anh? Chưa có gã thịt á. Mới chôn hả? Mới chôn có khoảng như 7-8 năm, 10 năm gì đó. Dạ. Thì mình ta mướn mình làm. Dạ. Mình lấy lên mình cũng vuốt xương lại cho người ta. Dạ. Vuốt xương lại cho người ta rồi mình cũng sắp vô trong quách vậy đó. Ôi trời. Cũng ớn, cũng sợ lắm. Ừ. Cũng hồi thối dữ lắm mà. Nhưng mà tại vì mình cũng phải làm, ta kêu mình làm. Chứ lúc đó cũng sợ, cũng ám ảnh, cũng sợ lắm mà nó cũng hồi thối lắm chứ không phải là không hồi thối. Mỗi một phần như mộ như thế là anh người nhà trả cho anh bao nhiêu tiền? Chịu, nhiều khi chịu, chịu gửi gì đó. Mà 6-7 anh em làm lận. Dạ, yeah, chia ra người khoảng được trăm mấy, 200 mà. Trăm mấy, 200 vậy. Dạ. Người ta cho, nhiều khi người ta cho nhiều thì mình lấy nhiều, mình cũng không có đòi hỏi người ta nhiều nữa. Thôi bây giờ anh em mình ra ngoài trước ngồi để đi hỏi thêm cái câu chuyện đó ha. Để quay cho mọi người thấy luôn. Tại vì ở trong này cái nhà của anh dừng đầu á. Dạ, dừng bích bùng hết à. Cái không khí nó rất là nóng nực luôn. Ở bữa nay trời mưa nó bị tù. Mưa nó mát mát đấy. Dạ, chứ hàng ngày còn nóng thêm nữa anh. Nó nắng nó nực quá. Nó vô đây nằm. Rồi qua đây ngồi đi anh ơi. Ngồi chỗ đó được. Đây là gà này là anh nuôi mướn hả anh Đô? À, nuôi giùm cho mấy ông anh ở đây nè. À. Là tường đằng đẳng á. À. Ở trong nhà có của anh thì nóng nực quá. Anh nói là anh làm cái nghề phu mộ là bốc mộ là khoảng 6-7 năm nay luôn. Không, cái nghề này là làm cũng 10 mấy năm rồi. Dạ. Làm lúc còn vợ, lúc dạ. Vợ chưa bỏ đi tới giờ. Dạ. Thì vợ bỏ đi rồi cũng vẫn cũng làm cái gì nữa. Ừ. Cũng làm ngày này hoài. Bây giờ cũng làm mấy ngày khác làm cũng đâu có nổi. Cái lần đầu tiên đối với em thì đối với người những người đã mất á thì cái phần tâm linh có nè. Và khi mà mình bốc mộ lên á, những cái phần mùi tanh á, những cái mùi phân quỷ á, thì nó cũng rất là hôi. Tanh lắm. Thì
Xong về anh có ăn uống gì được không? Làm mấy cái đó là ít có ăn được lắm. Làm như nó bị cái hơi nó ăn không có được. Ăn cũng ăn ít xịu. Thử bả hơi đó, tối ngày luôn không có ăn được. Không ăn được luôn. Uống nước thôi. Uống nước với cà phê rồi gì. Với em nghe nói là làm về xong phải uống vài ly rượu lại hả? Đúng, đúng rồi. Làm xong mà phải uống rượu liền. Uống mình tự uống rượu cho mình nóng. Mình uống 5-7 nem vậy đó, uống còn nhiều khi đi đâu đi còn 2-3 người cũng uống vậy. Uống cho sỉnh rồi ngã ngang ngủ. Trời ơi. Chứ nhiều khi không sỉnh vô thì nó hơi ớt nhớ lại đó. Nhớ lại nó hơi sợ. Cái nghề của anh phải gọi là một cái nghề mà đặc thù, không phải là người nào làm cũng được. Không phải muốn làm là làm. Mà cái nghề này thậm chí là rất ít người muốn làm cái nghề này. Yeah. Thì tại sao anh lại làm cái công việc này? Thì về đây thì sống với vợ thì thấy vợ là cũng làm cỏ rồi đó. Rồi mình cũng bắt chước mình làm theo. Làm biết nghĩa quen tới vợ. Thì sau này người ta kêu lấy cốt mình cũng làm luôn. Có nghĩa là mình không có tiền rồi mình thôi mình làm luôn đúng không? Làm luôn đúng rồi. Rồi từ từ nó dường như là nó quen luôn, quen như là cái nghề của mình luôn vậy. Cái nghề này thì nó ám ảnh lắm. Và cái lần đầu tiên cho anh cái cảm giác tối về anh có ngủ được không anh? Đâu? Tối uống rượu mới ngủ được, không có uống rượu không ngủ được. Hiện nay vẫn còn uống rượu đúng không? Dạ đúng rồi, bữa nào cũng uống chứ. Không uống là thức hoài ngủ không có được. Dạ. Có phải là ghiền rượu không hay là mình sợ? Không cũng không có sợ, chứ còn ở đây nó tối phải uống rượu rồi ngủ rồi như mấy người ở đây phước mặt mình muốn làm gì đó làm, chứ ngồi thức hoài nhiều khi bị ám ảnh mảnh nhát hoài mình chịu cũng đâu có nổi. Nên thành nữ là các ông bà đây cũng đôi khi là người ta cũng có nhát anh hả? Tâm linh là một cái phần nào đó không thể nào giải thích được đúng không anh đâu. Và nó vẫn hiện hữu mà không thể giải thích bằng khoa học được. Như người ta giỡn với mình được vậy đó, rồi nhiều khi mình thấy cũng sợ thôi, uống xì rượu, xì gử rượu rồi ngủ cho nó dễ ngủ. Có khi nào cái phần ở trên nhà của anh là có thể là trên có các phần mộ của ông bà không? Có, chỗ trong đó là hai cái đó, trong cái phòng. Quay qua đây đi anh. Dạ. Đâu chỗ nào đâu anh? Trong chỗ tôi ở là hai cái. Hai cái ở, anh đang ngủ nằm ngủ ở trên cái ngôi mộ luôn hả? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Hai cái hai bên. Rồi mới liếp đắp bằng lại đó. Là bốc chưa? Bốc lên rồi. Bốc rồi mình mới liếp lại mình mới ở. Cũng như ở đây vậy nè. Cũng như bên đó đó. Nó lấy rồi đó. Còn lỗ đó. Trời ơi. Cặp vách ở bên đây có, đằng trước có, bên hông có và đường đi nó cũng có cô bác quý anh chị. Đường đi cũng có các ngôi mộ của các ông bà ở đây luôn. Ôi trời, cái cảm giác bây giờ tự nhiên mình lúc nãy đi vô thì mình bùi hồ không có nghĩ tới. Nhưng mà tự nhiên nghe anh kể mà tự nhiên gọi là muốn nổi óc cục luôn rồi. Trời ơi. Đối với anh những cái cuộc sống của anh nó quá khó khăn và bế tắc thì anh mới chọn cái cuộc sống ở đây. Để săn sóc những cái phần mộ các ông bà ở đây và những phần âm ở đây. Thì anh sống một cái nơi mà không phải là người nào cũng có thể sống được. Và không phải tự nhiên mà anh chọn sống ở đây, mà vì cái biến cố của gia đình nên anh chọn với cái cuộc sống này. Thì anh có một cái mơ ước gì trong cái cuộc sống của mình vào thời gian sắp tới không anh đâu? Không có mơ ước gì chăng. Cứ nghĩ là cứ sống cuộc sống vậy hoài, chừng nào chết tới là chết thôi, chứ cũng gần giờ cũng 40+ tuổi rồi. Sống được nhiều nữa thì sống. Chứ giờ cha mẹ chết hết thì có 3 anh em chết hết 2 người. Còn có mình anh. Dạ. 3 anh em mất hết 2 người, mất luôn cả ba mẹ. Dạ. Và chỉ còn một mình. Còn sống. Anh này cũng mù côi vậy. Ba mẹ anh thì an nghỉ ở đâu? Gửi vô trong chùa hết trơn. Gửi vô chùa hết rồi. Ông anh với nhỏ em đó. Dạ. Gửi hài cốt vô trong chùa ở trên. Thì ba mẹ anh, nhà cửa ba mẹ anh ở đâu? Ở dưới Dầm Cống chứ. Quê anh ở Dầm Cống, còn nhà ở dưới không? Nhà lúc đó thì ở ba mẹ ở đất đậu của người ta đó. Thì ổng bả chết rồi người ta lấy đất lại. Dạ. Đâu có cho mình nhỏ nữa. Rồi đến những cái ngày mà dỗ cúng dỗ ông bà ba mẹ hoặc là anh chị thì như thế nào?
thì cúng đây nè. Dạ. Ghi ở trong chổng đó đặng để nhớ đó. Dạ. Thì mấy cái bữa mà tới ngày như ngày đám giỗ có gì mình cúng lấy. À. Kêu về ăn. Trời ơi. Ngày bây giờ ví dụ mình ăn cơm mình có gì mình cúng lấy mình vái ông bà ba mẹ của mình hoặc là anh chị của mình về dùng cơm thôi. Dạ. À. Em thấy ở đây là cái phần này là nước mình sinh hoạt hay gì anh? Dạ. Dạ, cho em coi được không? Này là mình sắp ở dưới sông lên hả? Dạ, sắp dưới sông rồi lóng khoèn lại á. À. Vô mấy cái bình để dành xài. Ngay cả cái ba mẹ, cái vách mà để mà ghi ngày mất của ba mẹ anh chị thì cũng thấy nó thảm quá. Thì thật ra thì mỗi một người nó mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau. Thì cuộc sống của anh, nơi anh đang sống á, thì không có những người nào mà mong muốn vậy. Sống mà anh vì cái biến cố gia đình nên phải chọn cái cuộc sống ở ngay tại chỗ này. Thì nghe anh chia sẻ qua thì em cũng rất là đồng cảm với cái hoàn cảnh của mình. Ngay cả cái người nào sống cũng phải có một cái mục đích sống, cũng phải có một cái mơ ước ở tương lai. Nhưng đối với anh Đô năm nay thì đã 42 tuổi rồi. Chỉ 42 tuổi thôi, nhưng mà quãng đường cũng còn khá là dài. Nhưng mà anh nói mình một cái câu rất là xúc động. Đó là anh sống ở đây ngày nào hay ngày đó, đến mất thì thôi, chứ cũng không có dám mơ ước gì nhiều. Thì hôm nay thì em đến đây á, thì em thay cho cô Huệ ở Bỉ á, gửi cho mình 1 triệu để mình có thể mình mua gạo sinh hoạt hàng ngày ở trong nhà, cũng như là anh thắp hương cho các phần ông bà ở đây cho được an nghỉ ha. Dạ em gửi cho anh, này là phần quà của cô Huệ ở Bỉ á. Cảm ơn cô Huệ với anh. Dạ. Thì mong cái thời gian tới mà tụi em có quay trở lại thì cuộc sống của anh nó sẽ khá giả hơn. Thì có thể là sau này có một cái phép màu nào đó thì anh có thể gặp được một người bạn đời của mình để mà có cái mục tiêu sống nó mình chọn một cái nơi ở khác nó tốt hơn ha. Thôi thì hôm nay đến đây cũng được anh Nguyễn An Giang, em với lại em nhân chứng có đến đây thì san sẻ với cuộc sống của anh, thì chúc anh luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha. Và thông qua video clip này thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân, xin chân thành cảm ơn cô Huệ đã hỗ trợ ta trao duyên cho cái hoàn cảnh của anh Đô, một người đàn ông chọn một cái cuộc sống mà không nơi nào, không người nào muốn ở. Cô bác quý anh chị xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha.